Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ trục nhông phanh có ổ đỡ và cặp bánh khủng chuyên làm xe cho trẻ con cỡ trung, cỡ vừa và cỡ to. Thì trước mặt các bạn đây là một cái bộ cầu có chiều rộng là trước mặt các bạn đây là một bộ trục có chiều rộng đo cả bánh là 95 cm. 95 này thì có thể làm được xe rộng 1 mét. Bản rộng của lốp là 15 cm và đường kính của cái lốp này là 35 cm. Cái lốp này còn gọi là lốp 145/70 trừ 6. Chạy cái bộ trục cầu này thì giá thành nó rẻ cho nên là nhiều người vẫn thích. Mặc dù thì nó không chạy ngon được bằng cái bộ nhông V-Sai, cầu V-Sai, nhưng mà được cái giá nó rẻ và nhìn nó rất là hầm hố. Đây là bộ phanh đĩa này, và đây là bộ nhông. Nhông này là dùng nhông của xe máy này. Và cái ổ này là ổ đỡ. Cái này chỉ cần hàn cái này lên khung, cái này lên khung là xong thôi. Rất là đơn giản. Đấy. Đối với cái bộ trục cầu này thì nó có rất nhiều loại bánh để lắp đặt với nó. Thì đây là cái cỡ bánh trung bình. Và kích thước của cái trục này thì nó cũng có rất nhiều cỡ. Như cái cỡ trục này là trục 83-85 cm. Ngoài ra nó còn loại nhỏ hơn là trục khoảng 60. Và trục dài nữa là trục 1 mét. Trục này là trục 80 thì cái bánh nó lớn cho nên nắp lên nó gần 1 mét rồi. Thì anh em dùng cái trục này là vừa rồi. Đấy. Sau đây mình sẽ giới thiệu thêm một số cái mẫu bánh để làm những cái dòng xe nhỏ cho em bé. Đây, để lắp vào với cái trục này thì nó còn có 3 mẫu bánh nữa. Vậy là tổng là 4 loại khác nhau. Đây, như cái loại này là đường kính 30, loại này đường kính 30, loại này đường kính 30, nhưng mà lốp bản tròn. Hai thằng này là lốp bản tròn. Có chiều cao lốp, chiều rộng của lốp là 12 cm. Đấy, nhưng là lốp vuông, là lốp tròn. Thì anh em thích loại nào thì chọn loại đấy. Và nên nhớ là tất cả đều lắp vừa với cái trục này. Tiếp theo nữa là cái bản này là bản đường kính 40. Và cái chiều rộng của lốp ấy là 16 cm. Là thằng này. Tiếp theo đến ông này. Ông này là đường kính 35. Bản rộng là 15 và đường kính là 35. Đấy. Tất cả đều lốp không xăm. Vậy là tổng cộng có 4 loại. Loại tròn nhỏ, loại tròn nhỏ, loại vuông nhỏ, loại tròn to và loại tròn to nữa. 4 loại. Mình nếu các bạn mua thì cứ hỏi mình đây là loại 1, loại 2, và loại 3, loại 4. 4 loại này đều lắp được trên cái loại này. Đấy. Cái bánh này rất là to.
làm xe thì rất là chất rồi. Cái nhông này thì nó là dòng nhông của xe máy thôi. Còn cái phanh đĩa này là phanh đĩa bình thường, mình có thể tái sử dụng cái phanh đĩa từ cụm xe máy. Ngoài ra nếu mà cần mua thêm phụ kiện phanh chân, cụm heo dầu và cái cúp ben hay còn gọi là tổng phanh thì bên mình đều có sẵn. Giá chi tiết từng món thì các bạn cần loại nào thì comment ở dưới hoặc gọi điện qua số điện thoại 0983 818 955, mình sẽ trả lời hết. Cái video của mình chuyên review các cái dòng sản phẩm độ chế xe điện, xe máy xăng 3 bánh, 4 bánh, 2 bánh, các cái thông số kỹ thuật cụ thể và giá cả. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút like hoặc là chia sẻ video lên Facebook, Zalo để cho mọi người cùng tham khảo. Nếu các bạn cần tư vấn kỹ thuật thì có thể gọi số điện thoại 0983 818 955 hoặc một số villa khác nữa, hoặc là xem thêm video trên xe điện motor điện.com. Ngoài cái bộ này ra thì bên mình còn có cả bộ lái đằng trước, bộ bánh trước, bộ giằng lái trước và bộ vô lăng lái. Phần đó thì cũng tương đối là hoàn chỉnh, anh em có thể tham khảo ở trong website hoặc ở trong một video khác. Với 4 mẫu bánh này thì có thể làm cho cái xe này hoặc là làm vào một cái xe khác thì tùy anh em tính toán và lựa sao cho nó phù hợp. Sau đây là sẽ là chi tiết một số cái mẫu bánh. Đây là bánh lớn nhất này. Đấy. Và cái độ dày của cái lốp là 16. Đường kính là 40. Còn đối với bánh này là chiều dày cũng 16 và đường kính là 35. Tiếp theo là cái bánh này, chiều dày là 12, bản lốp vuông, có đường kính là 30 cm. Đây, 30 cm. Cái bánh lốp tròn này cũng thế, chiều dày là 12 cm và đường kính là 30 cm.